Trước giờ thì mình chỉ thấy là ăn măng cụt chín thôi, còn sống thì mình chưa có ăn. Mình cũng thấy là nhiều bạn là ăn á, mình cũng tính là hãy nhắm một mắt cho qua, nhưng mà mắt còn lại của mình á, thấy anh xã của mình là mua về đúng 1 ký luôn các bạn, và anh tính là ngồi chấm mắm chấm muối á rồi ảnh ăn không. Mình thấy như vậy thì đâu có ngon đâu, đâu có đúng bài đâu, mà muốn ngon thì phải đủ bộ, mà muốn ăn cho ghiền đó là bắt buộc phải đi mua thêm con gà. Bây giờ thì mình sẽ đi luộc cái con gà này cho nó chín. Thôi giờ mình cho thêm hành tím vào để mình luộc gà. Mình cho vào đây thêm một ít rượu, nó không có ngập nước hết á, thì một chút nữa mình canh rồi mình sẽ chở gà cho nó chín đều. Thì không biết là ở đây có bạn nào đã ăn qua cái món gỏi gà măng cụt chưa, thì hôm nay vẫn là cái món gỏi gà măng cụt đang rất là hot và được nhiều bạn yêu thích. Thì thật sự là hôm nay là mình cũng không tính là làm cái món này, nhưng mà thôi lỡ rồi các bạn, thì sẵn đây mình chia sẻ đến với cả nhà của mình cách làm món gỏi gà măng cụt, nhưng mà với cái cách làm cái nước sốt trộn gỏi vô cùng ngon luôn nha, không phải ngon bình thường, nó là ngon nhất nách luôn. Nhưng mà mình ăn ăn cái này một lần thôi đó, tại vì cái món này nó ngon lắm, nó ngon mà mình ăn ghiền là mình cũng đau túi lắm. Không biết là ở nơi các bạn á, là cái món măng cụt nè, măng cụt sống này nè, là họ bán bao nhiêu, nhưng mà ở trên đây 2 hộp như thế này là 1 ký á, là 550 nha các bạn. Đó, 550 đó, thì mình phải mua thêm gà rồi thêm rau răm, rau thơm, rồi tắc cà rốt đó, mình mua nhiều thứ thì mình mới có được một cái món gỏi ngon. Và mình cũng nghe nói là cái món cái trái măng cụt sống này nè các bạn, mình phải chọn cái trái nó già, non quá là không có ngon, nó không có cái độ chua, không có độ chua ngọt. Còn nó già như thế này thì mới ngon, mà nghe nói là gọt rất là cực luôn. Đó cho nên là ông xã của mình à, đâu có biết gọt đâu các bạn. Gọt lâu quá cho nên là đặt mua gọt sẵn thế này luôn, rất là sạch sẽ, rất là đẹp mắt, ăn rất là giòn luôn. Đó. Cái này mà chấm muối ăn cũng ngon lắm các bạn, nhưng mình làm gỏi đi, làm gỏi cho nó ngon, cho nó đúng bài ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi cắt mỏng măng cụt. Nó sống thì nó có cái độ giòn, và ở bên trong cái muối của nó nè, nó già thì nó sẽ nhiều thịt. Nhưng mà những cái hộp mà nó hơi cứng cứng như thế này ăn vẫn được, nhưng mà nó sẽ hơi bị chát nhẹ, cho nên là mình sẽ lẩy ra. Thì đây cũng là lần đầu tiên mình ăn cái măng cụt sống luôn, thường thì mình chỉ ăn chín thôi. Mình ăn sống như vậy, người ta hái sống người ta bán như vậy, không biết là nó có ảnh hưởng gì cho cái cây măng cụt này không các bạn, hay là nó có cái loại sống bán riêng và loại chín người ta bán riêng các bạn. Nhà mình không có chồng nên mình cũng không 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 có biết. Có nhà bạn nào trồng măng cụt này không cho mình biết. Như mình ăn thử sống thì nó giòn giòn, nó ngọt ngọt chua chua, nó chua dịu lắm, chua thanh, nói chung là ăn ngon lắm, ăn lạ lắm. Nhưng mà chắc là do cái công người ta gọt nó cực đó các bạn, cho nên là mình thấy là giá thành cũng tương đối ha. Mình mua để mình ăn trải nghiệm. Và quan trọng là trong video ngày hôm nay là mình chia sẻ cái công thức mình làm cái nước sốt trộn gỏi, không chỉ cho gỏi gà măng cụt mà các bạn có thể là trộn những cái loại gỏi khác, ngó sen hoặc là gỏi xoài, gỏi cà rốt vân vân, mình vẫn áp dụng được cái nước sốt này rất là ngon. Mình thấy nó hơi chát chát nhẹ nhưng mình không thích thì mình lẩy. Còn các bạn ăn được thì các bạn để cũng được nữa. Nhìn nó như cái bông vậy đó các bạn. Nó già thì nó sẽ nhiều thịt, ngon lắm. Ngày hôm nay mình chỉ làm nửa ký măng cụt thôi. Bây giờ thì mình sẽ đi chuẩn bị nước sốt. 10 g muối tôm Tây Ninh, 10 g nước mắm ngon, mình dùng nước mắm 28 độ đạm, 40 g nước cốt tắc, có nơi còn gọi là quất. Và cuối cùng thì mình sẽ cho mạch nha vào đây. Hôm nay mình dùng cái mạch nha là của Việt Nam, nó sẽ đặc như thế này. Đây là 65 g mạch nha. Rồi bây giờ mình sẽ khuấy lên, mình khuấy cho hỗn hợp sốt này tan ra.
mình sẽ cho thêm vào đây tương ớt. Mình cho đây khoảng 1 muỗng canh tương ớt, rồi mình sẽ nhắm chừng. Ngọt ngọt, mặn mặn, cay cay và rất là thơm. Mình không cần phải dùng bột ngọt, không cần cho đường. Sốt của mình sẽ lên màu đẹp, sánh. Rồi đây là cái nước sốt của mình nè. Thì cái mạch nha của mình mua, cái loại nó cũng ngọt vừa. Trường hợp mà sau khi các bạn đã hòa cái nước sốt mà các bạn thấy cái độ ngọt nó ít đó, thì các bạn có thể là tăng thêm mạch nha. Rồi mình khuấy cho đến khi mình thấy là cái sốt của mình là nó hòa quyện và nó sánh lên luôn. Rồi gà nguội bớt rồi, bây giờ mình sẽ xé nha các bạn. Các bạn muốn nhanh nguội hơn thì có thể là ngâm vào trong nước đá. Con gà này cũng nhỏ thôi, mình cân đây còn được khoảng 1,1 kg. Rồi đây là gà sau khi mình đã xé phai được như thế này. Đó, gà cũng nhỏ thôi các bạn, mình không có lấy xương ra, mình lấy thịt nè. Đó, bây giờ mình sẽ cho cà rốt vào đây. Mình dùng ở đây là nửa củ cà rốt. Rồi bây giờ mình cho hết măng cụt vào đây. Mình trộn đều lên trước. Nhìn thấy hấp dẫn không các bạn? Sau khi mình trộn đều lên rồi, mình sẽ cho một trái ớt sừng mình bỏ hạt bằng sắc sợi. Mình sẽ cho cái nước sốt mình đã chuẩn bị. Thì ở đây là cái lượng nước sốt ở đây là ít nhất rồi các bạn, cho nên là mình cho vào mình thấy vừa ăn là được, không nhất thiết là mình sẽ cho hết bấy nhiêu đây nha. Mình sẽ cho từ từ. Nước sốt rất là sánh luôn. Và với công thức nước sốt này thì cái món gỏi của mình nó không có bị ra nước. Mình cho trước vào đây 3 muỗng canh. Sẽ trộn lên. Món này là mình trộn là mình ăn liền luôn các bạn, nó ngấm nhanh lắm. Bấy nhiêu đây là mình được một đĩa lớn luôn đó, hoặc là hai đĩa nhỏ, hai đĩa vừa. Rồi mình sẽ cho rau răm và rau húng lủi vào đây. Rồi bây giờ mình sẽ cho rau răm và rau húng lủi hoặc là rau thơm mình sắc cho đây. Mình cho cũng tương đối. Thì mình sẽ trộn đều lại một lần nữa. Wow, hấp dẫn các bạn. Đây, món gỏi gà măng cụt của mình. Mình thấy chưa vừa ăn thì mình sẽ rưới thêm nước sốt. Wow, hấp dẫn quá các bạn ơi. Gỏi gà măng cụt. Rồi cuối cùng mình sẽ cho đậu phộng mình rang vàng mình cho lên đây. Xong rồi, đây là món ăn của mình. Rồi thành phẩm của mình đây các bạn ơi, bây giờ mình mời các bạn cùng mình thưởng thức nha. Wow, rất là hồi hộp luôn. Đó thì mình ăn cái món này á thì phải vừa có măng cụt vừa có gà. Đó, mình phải ăn chung một lúc như thế này thì nó sẽ ngon hơn. Mình ăn măng cụt riêng thì nó không có đủ bộ. Nước sốt ngon quá. Gà nó dai, măng cụt á nó giòn, nó ngọt ngọt chua chua, đã lắm luôn. Mình thích ăn chung là đó, cà rốt nè, gà, thêm tí ớt, đậu phộng, đậu thơm. Mời các bạn nha. Cái này mà thiếu thiếu gì ta?
Xuất sắc luôn á. Rồi như vậy là rất nhanh mình đã hoàn thành xong món gỏi gà măng cụt, và đặc biệt là chia sẻ rất là chi tiết cái công thức làm cái nước sốt trộn gỏi gà măng cụt, hoặc là mình trộn những cái món gỏi khác rất là ngon, thấm nhanh, đậm đà, chua chua, ngọt ngọt, mặn mặn, cay cay. Đó, thêm cái măng cụt thì giòn giòn, thịt gà thì dai dai. Rồi đậu phộng thì mùi thơm đó các bạn, phải nói là rất là tuyệt vời luôn. Món này thì đúng là nên trải nghiệm nha. Mình chúc cho tất cả các bạn sẽ có thêm một món gỏi thật là ngon. Nếu như các bạn ăn và thấy ngon, hoặc là các bạn áp dụng, các bạn thành công, thì đừng quên bình luận cho mình biết với nha. Bây giờ thì mình hẹn gặp lại các bạn vào những món ăn ngon tiếp theo. Bye bye.